Xin chào quý cô chú anh chị nhé. Em đang đứng ở trên lô đất là 1 hectare 4 năm. Trên rẫy là có cà phê. Cà phê tơ đây mọi người nhé. Cà phê và sầu riêng. Hiện tại là trên đất là có 1.500 cây cà phê. 1.500 cây cà phê. Đấy. Và 80 cây sầu riêng đã thu. Đây mọi người nhé. Sầu riêng thu. Đây. Đấy. Đây em sẽ quay tường tận cho mọi người thế này để về mọi người hiểu rõ về lô đất này. Lô đất này là thuộc Châu Bứ. Cách chợ là 30 cách chợ là 3 cây số mọi người nhá. Đây. Hiện tại là cái cổng chào về nhà mình chúng ta đây. Đường rào đây từ bắt đầu từ hàng rào này đổ sang là rẫy của chúng ta. Đấy, sầu riêng to rồi mọi người nhá. Đây. Cà phê tơ. 1.500 cây cà phê. 80 cây sầu riêng. Đấy. Mọi người hãy hưởng thấy chân em. Đây. Rẫy nhà chúng ta là bắt đầu cái này. Còn đây là của nhà bên cạnh mọi người ạ. Đấy, của chúng ta là đổ dài thế này. Đấy, sầu riêng, cà phê. Đấy. Gần 1,5 hectare mọi người nhá. Đường bê tông, cách đường bê tông là tầm 20 m. Đấy. Sầu riêng đã được chắn gió. Đấy. Mọi người hướng theo chân em. Trên đất là có giếng khoan. Điện ba pha mọi người nhá. Đường điện thuận tiện. Đấy, cà phê. Lô đất chúng ta thẳng mạch như thế này. Và bên này nó cũng là của chúng ta, bắt đầu từ hàng rào này xuống gốc cây xoan màu xanh kia. Đấy, ngay cái tay em lại phun ra đây. Đấy, đường giữa đây là đường giữa lô, là của nhà của chúng ta. Đấy. Sầu riêng đẹp lắm mọi người, cà phê cũng đẹp. Có nhà cửa điện nước đầy đủ. Cô chú hiện tại là đang lớn tuổi rồi nên là không có làm được nữa, nên là có liên hệ em để nhờ bán xem là có ai muốn liên hệ lô đất này thì bán hộ cô chú đấy mà. Nên là cô quý cô chú anh chị nếu như ai có nhu cầu muốn hỏi về vấn đề của lô đất này thì cứ liên hệ cho em theo số điện thoại 0901991101, số Zalo luôn mọi người nhé. Đấy, chủ nhà cũng đã chắn gió rồi. Sầu riêng 7 năm tuổi đấy. Cà phê tốt lắm mọi người ơi. Sầu riêng năm nay thu rồi đấy. Bây giờ chúng ta chỉ về chỉ có việc ở và thu hoạch thôi. Em đang đi vào mua nhà ở trong rẫy đấy mọi người ạ. Lô này thì đường xá đi rất là ok. Cách cái đường liên xã 6C thì chắc khoảng tầm là 2 cây số là chúng ta đã ra đường liên xã rồi. Đấy. Đường bộ lộ có hết rồi, rào chắn hết rồi mọi người. Đây này. Đấy. Hồi nãy là em đi đường kia vào cũng là có khóa cổng, bây giờ cái đường này cũng có khóa cổng. Đấy, cà phê đây. Đấy. Cà phê. Nhà này chúng ta cũng có nhà đây. Đấy, em đi ra đường này mọi người. Đấy. Hai mặt tiền đường. Lô này ôm đường nhiều lắm. Đây. Giờ em lại sang bên này là cũng là gần rẫy của mình luôn. Có nhà cửa đằng ngoài. Đây là tiêu mọi người nhá. Ui giời ơi. Tiêu đẹp lắm mọi người ơi. Ôi giời ơi, tiêu này mọi người. Tiêu rất đẹp. Kìa cà phê kìa. Tỉnh mấy rồi á. Nói chung là rất là ok mọi người. Mua đã tỉnh mấy rồi á. Mua chỗ này đất đẹp, đất đắt mà. Đấy. Chúng ta là hai. Hai mảnh đấy mọi người. Đây cà phê này. Hai mảnh. Hai mảnh hai sổ phải không cô? Hai mảnh hai sổ. Cái lô bên này hiện tại em đang đứng là 5 sào mọi người nhé. 5 sào, bên kia là 9 sào hơn. Đấy. Nên là tổng diện tích của hai lô góp lại là thành ra là 1,4 hectare 5 đấy mọi người ạ. Gần 1,5 hectare.
nhà cái cửa. Sầu riêng thu rồi nhá. Cái gì có thu hết? Sầu riêng thì cũng thu rồi. Mà cà phê thì mọi người đã nhìn thấy rồi đấy. Nhà cửa một có một cái nhà rồi. Nhà bếp mọi người ạ. Nhà rẫy đây. Đồ đất đẹp lắm. Cà phê giống mới đâu mà. Cà phê giống mới. Hồng xiêm. Đây, chúng ta có một căn nhà cấp 4 rẫy. Nên là có gì quý cô chú anh chị mà để ý đến lô đất này thì hãy liên hệ em theo số điện thoại nhé, 0901991101 mọi người nhé. Zalo em là số đó luôn. Xin chào quý cô chú anh chị nhé. Hẹn mọi người video sau.